Chân kia đấy nó chết chạy được. Nó mình dễ dai thế nhỉ. Ở đâu? Cái lửa kia. Thầy thì bán ra hết. Rồi. Vòng quay đi cậu. Thôi đi đập này cậu. À, lối mấy cái cây máy dưỡng là bỏ hoa trên bữa rau này. Rồi đi lại đây dầm ấy. Thật thù đấy. Anh mang bình oxy xuống bỏ bao luôn à? Thì đó, vừa vừa rồi xem có cá muối thế nào chứ, bộ gì. Có cá thôi. Ủa, anh ơi, em đi là nước. Cái kia là đủ khi trên kia rồi xối xuống. Có mưa, xối xuống nào ấy. Một tôi chỉ cầm một bên cánh phao đi. Em đứng ở một bên cánh phao bên này đi. Đứng rộng ra. Con chấm này nữa thôi. Thôi, chạy chơi chơi à? Dạo vứt đây à? Vứt đây. Đứng em kéo em giúp thôi. Thì đi tới đâu thì em rút tới đấy, kia đừng kéo vào, đừng kéo rút thôi, để chỉ trước á, rồi kéo mạnh lên này, quan trọng là hà kéo mạnh lên này. Gái đang toàn đi tìm dàn đen rồi. Đen mới hấp dẫn. Đen nó cười như trâu rắn. Hấp dẫn lắm. Anh nói em sợ hãi. Tại sao cái chỗ trắng người ta không thích, thích cần thích chỗ đen? Sợ hãi. Cái tối tối toàn chui vào chỗ tối. Nó sẽ khổ quá em mua hè mà kéo thì được. Mà mua hè mà kéo thì... Ý là đại gái là có cá. Nói ra là lưỡi mười mẹ thì đó kéo mấy con để ăn thế cứ mày ghét đâu bằng một nửa ao này đấy không phải nhỏ đâu đấy là nửa chiều dài ấy cả vườn này cái ao này nó sâu nhất thì nước nó lại mạch chảy hết về đây đâu nó cạn nổi đâu mình nó càng nước càng lên mũi tôi có đầu làm mẫu hàng ra Tết ra Tết nếu tôi có khách là nếu mà được cái là bơm hết lên một ao, xong rồi xả ra, bơm ao thứ hai thì mình xả đi, ốp ra phóng. Anh nhỏ, nhỏ to chứ bắt hết. Bắt cái nào, bắt cá giống nào? Nhỏ to anh bắt hết, trừ mỗi cá mè thôi, trừ mỗi cá mè cái rô đây. Có cá mè hoa, cá mè trắng, kêu cá mè gì cũng gọi là cá mè hoa. Mè hoa, mè đen. Ừ, càng về sáu càng nặng ta. Bún đây. Bún. Bụng gặp sao vậy? Cục bụng. Nhà đi thế nào? Nhà đi sang sao rồi? Nhà thì pháo lá vào. Nhà thay. Để cho người đưa có được đấy. Cho đi anh nhé. Được rồi. Đù. Kéo nó cục đá vào trước đó. Có chiếc đá này ăn cái gì? Con cá mè hoa mà nấu kho. Mè cái gì? Mè cái thằng mặt đây.
Dương, trời anh gì ấy. Phải lên, sao được rồi. Phao dừng ngay đi. Dừng phao. Cho chị à. Đi. Dừng phao. Chị đi. Cô lại kéo cô kìa. Mẹ nó ở cái túi rồi. Bú nó vào cái túi rồi. Bánh ra, bánh ra. Nó xếp. Bánh ra đi. Không lên nữa, vừa đó. Em chả có chữ quậy gì đã thấy toàn mùi. Bánh ra ôm vào bảo. Ôm vào lên hả? Ôm nước vào. Kéo phao gì nữa đi, Kéo phao bên. Cái gì hả? Kéo lô to chứ rồi. Ôm bà ôm ta. Ôi trời ơi, cái phao lại tưởng tượng cái con bỉa chứ mà rất cận. Ôm bà xuống em. Xuống đây. Xuống đây. Rồi, cơ bảo. Xuống lên đi. Ôi trời. Bùi quá thương. Đơn lên. Kéo ra cọng mình mà sao lại không kéo ra cọng mình à? Như thế nào? Cô bơi ra mà chơi rồi. Bơi đi. Cho bơi đây. Lên kia đấy anh nha. Cái giọng nó hay chứ có bừa rồi. Bầu kia. Là cái gì? Cái giọng này. Kéo lại à? Kéo lại đâu? Có hả? Mình đang trên kéo vậy. Kéo như vậy không được đâu. Kéo người kéo à? Mình đang trên kéo à. Xem được con cá chấm nào không mình tính. Nhiều mặt thật là không ăn nhỉ. Ăn gì đi. Hả? Thả từ hồi nữa chứ đã tổ lắm đấy chứ. Không thấy con cá thắt lát nào à? Đó mấy con. Đâu không? Mấy con. Đâu không? Đó. Đó mình chưa lên thịt. Hẳn em đầy này. Ờ, thế cái con đây mà thật lát không ăn đấy chứ. Ôi ôi, toàn cá rô phi. Ủa con gì trắng trắng kia? Cá chê. Chán nhà sao lại không kéo không lâm lên nhở? Con đây mà sao thì băng đường này anh? Biết đâu nó ăn kiểu gì? Đó. Cái nào hồi trước nó thả mấy chục con phải không nhỉ? Thả lâu lắm rồi mà. Thả nhiều lắm mà. Thả mấy chấm đàng hoàng. Ừ. Rô phi con đẻ đây. Này. Đây nó mang ăn này. Nó có bắn tép hay sao chứ? Rô phi con này, rô phi con mới nở. Thế to tiệc hẳn hói ở đây. Nhưng mà sao ít vậy ta? Chậm lên. Đây là thắt trên lai nó phải cho phối giống rồi. Con này đông thật đấy. Thả tay đi rồi. Thả vô anh lấy không? Vô tí rồi. Em này cái này em mang ra chờ bán đi. Ôi. Em mang ra chờ bằng tiền. Chậm đấy, chậm có đứa lên trên nó luôn á. Nó đưa đấy. Đấy, mấy con này. Sáng mai rồi không? Anh. Hả? Em lên đăng cửa. Cửa để tạm để hôm nay. Bắt con cá lóc thôi. Con kia không? Lóc mới được lóc. Cá trâu. Nhô. Thì em tâm con cá lóc vào vô rồi ta. Ừ. Con đang khoảng lắm. Đấy, xong rồi. Mắc quần rồi. Ốc. Đã bị gãy quần. Ôi dồi ôi, cái quần. Đã bị gãy quần này. Cu. Này. Cu. Ừ, cái thằng này. Cu. Đã bị gãy quần này. Cầm quần về. Cho cu.